là Trâm, hiện đang học tại trường Đại học Hoa Sen. Thì mới đây thì mình có quyết định đi phỏng vấn đi du học tại Mỹ. Thì tại vì mình chọn đi, tại vì hiện tại thì sau khi mình sắp sửa tốt nghiệp mà Đại học Hoa Sen, nhưng mà do là ngành quản trị kinh doanh mình không thật sự thích và tương lai đối với ngành này thì có vẻ hơi bị mù mịt, cho nên là mình quyết định sẽ đổi ngành sang học quản trị khách sạn và muốn đi học tại Mỹ. Mình đã chọn bang Georgia tại vì mình có bác và các chị ở bên đây thì sẽ thuận tiện hơn, và sau khi tìm hiểu thì cũng rất là may mắn là ở bang Georgia có một cái trường là Georgia State University. Thì trường này thì chuyên dạy về các cái lĩnh vực về kinh doanh rất là tốt, đặc biệt là học quản trị nhà hàng khách sạn thì cực kỳ tốt rồi. Nên mình đã chọn cái trường này. Rồi khi mà đã quyết định đi du học thì mình có tìm hiểu qua một số cái nguồn ở trên mạng, thì có thấy các bạn khuyên là nên đi du học Tân Đại Dương. Thì cái người thụ lý hồ sơ của mình là chị An. Về việc hồ sơ thì thấy không có bị cái gì hết. Quá trình học với anh Khôi thì mình thấy anh Khôi hướng dẫn rất là kỹ. Thì là giờ, tại cái giờ mình đi học thì nó khá là đông, cho nên nhiều lúc mình tốn khá là nhiều thời gian thôi. Chứ thấy anh Khôi dẫn dạy, rồi anh Khôi cũng có giúp mình vào buổi tối, những lúc mà mình không có thể lên trên đây để học được thì mình sẽ làm bài nhà rồi mình gửi qua mail cho anh Khôi kiểm tra và trả lời rất là kỹ càng. Thấy anh Khôi rất tốt. Việc kiểm tra phỏng vấn thì không có cố định như mình lên đây giờ lung tung, cho nên gặp người nào thì người đấy phỏng vấn mình thôi, mà thấy mọi người đều làm việc rất là tốt, ai cũng chỉ cho mình cái khuyết điểm rất là kỹ. Khi mà test phỏng vấn với anh Bảo ấy thì lúc đấy là buổi đầu tiên mình test phỏng vấn bằng tiếng Anh, là toàn bộ là do mình tự dịch, cho nên là kiểu như dịch nó không có suôn sẻ, không có được đúng hay trôi chảy. Thì anh Bảo anh rất là nhiệt tình, anh sửa, anh Phạm mới dạy thêm mình rất là nhiều cái từ vựng để mình đi phỏng vấn. Và anh chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm về các bạn đi trước, kể mấy cái câu chuyện cũng rất là hay. Về anh Bảo thì mình rất là thích. Thì hôm nay là mình đi phỏng vấn lần thứ hai, thì lần thứ hai thì run lắm, nhưng mà lần này cải thiện hồ sơ rồi thì có thêm được bằng anh Văn là IELTS 5 chấm. Thì khi mà xếp hồ sơ, chị An có đặt cái bằng anh Văn lên ngay trên đầu luôn. Thì lúc mà vô phỏng vấn á thì mình phải lấy cái visa cùng với I-20 và giấy phí cầm ở tay. Thì khi vô chào hỏi cười tươi vui vẻ với cái người phỏng vấn thì người ta rất là tươi cười với mình, và người ta không có hối mình phải nhanh lên. Thì vì khi mình vô mình gặp cái là mình chào hi, hello sir, nice to meet you, mình cười vui vẻ, thì họ sẽ không có hối mình là phải đưa hồ sơ nhanh cho họ, như vậy mình không có bị quýu. Rồi sau đó mình đưa cái visa cho họ, mình đưa cái passport cho họ xong, thì ngay ở trên cái hồ sơ mình đặt lên trên là họ sẽ thấy ngay lập tức cái bằng IELTS 5 chấm của mình. Thì khi người ta thấy bằng IELTS là người phỏng vấn của mình hỏi liền luôn là bạn mới có bằng IELTS và bao nhiêu chấm, thì mình trả lời bằng IELTS xong. Thì sau đó thì họ mới hỏi một câu là em đã đi du lịch nước ngoài chưa. Cái lúc đấy mình trả lời là chưa đi du lịch nước ngoài bây giờ, tại vì phải tốn nhiều thời gian cho việc học, với lại là khi có thời gian rảnh thì thích làm các cái hoạt động từ thiện hơn, cái mới rút ra những cái tờ mà chứng nhận đã từng tham gia những cái hoạt động này tại trường đại học hay là từng đi hiến máu. Thì lúc đấy mình rút ra một cặp rất là dày, nhưng mà người ta chỉ liếc chứ người ta không có coi, không có đưa cho người ta. Thế là thôi, người ta bảo là cho cấp visa cho mình là xong rồi đó. Hy vọng là sau cái bài chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có được một số các cái kinh nghiệm để đậu trong lần phỏng vấn sắp tới giống như mình. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.